Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh Xe Đạp Thể Thao An Tâm. Các bác ơi, hàng đi rồi hàng lại về đây ạ. Ngày hôm nay tiếp tục về một chuyến hàng mới cho các bác đây ạ. Và ngày hôm nay thì về toàn là cái mẫu xe quốc dân cho các bác đây ạ. Mẫu xe Pacino 848 các bác ơi. Đó, mẫu xe hiện tại đã được các bác quan tâm ủng hộ rất là nhiều đây ạ. Bởi vì mẫu xe này thứ nhất phân khúc giá bình dân mà cấu hình xe cực kỳ là ngon luôn. Và hôm nay em sẽ tiến hành đập hộp, sau đó em sẽ lắp dựng và tiến hành review báo giá ngay cái mẫu xe Pacino 848 để các bác tham khảo và lựa chọn các bác nha. Khi các bác mua xe bên em về, các bác sẽ nhận được một thùng nguyên đa nguyên kiện như này. Đó, sau đó em sẽ mở thùng ra. Rồi các bác nhìn kỹ cho em nhé. Xe được bọc trong thùng rất là cẩn thận, các bác yên tâm cho em. Đi xe cả các bác ở đâu em cũng ship hàng tận nhà, không lo bị trời xước và không lo bị hỏng hóc xe đâu ạ. Đó, xe được bọc rất là cẩn thận như này. Đây là hộp phụ kiện mọi người nhá. Đó là hộp phụ kiện mọi người lắp xe đây này. Để tiếp tục trong này xe đây, em sẽ nhấc xe ra. Xe được bọc rất là cẩn thận luôn. Đây ạ. Khi bác nhận xe về nhé, xe được bọc nguyên trong thùng này và được bọc tốt rất cẩn thận này xe. Các bác yên tâm, các bác ở đâu em cũng vận chuyển không lo bị chảy xước rồi. Đó. Xe được bọc rất là cẩn thận luôn. Đó, các bác mọi người sẽ bỏ hết sự không ra ngoài lắp dựng cho em nhé. Và sau đây thì em sẽ nhờ bạn kỹ thuật viên bên em tiến hành lắp dựng cái mẫu xe này lên. Sau đó em sẽ review giới thiệu mẫu xe này cho mọi người ạ. Một khoảng thời gian chỉ vài phút thôi, bên em đã lắp dựng hoàn chỉnh cái mẫu xe Pacino 848 cho các bác rồi ạ. Đó, và trước khi gửi xe đi thì bên em đều lắp dựng ra và căn chỉnh cho mọi người nhé. Đó, bác nào cần căn chỉnh em sẽ căn chỉnh cho mọi người. Còn nếu như bác nào mà thích nguyên đai nguyên kiện mà không căn chỉnh thì bên em sẽ để nguyên thùng các bác. Đó, còn đối với những bác nào mà cần căn chỉnh thì bên em sẽ mở ra, em tiến hành căn chỉnh cho các bác đầy đủ. Ok, sau đó bên em mới gửi hàng đi mọi người nhé. Đó, kỹ thuật viên bên em sẽ tiến hành căn chỉnh mẫu xe này. Rồi sau đó chiều em sẽ đóng gửi đi cho một bác khách ở dưới Hải Phòng. Bác đã chốt cái bản xe Pacino 848 màu xanh lá này. Sau khi bạn kỹ thuật bên em căn chỉnh xong thì em sẽ tiến hành review và giới thiệu cái mẫu này để các bác có thể biết được tại sao mà mẫu xe ở phân khúc giá bình dân mà được các bác ủng hộ rất là nhiều. Đó, em đang tiến hành căn chỉnh phanh. Đầu tiên là em sẽ chỉnh phanh cho mọi người nhé. Chỉnh cho mọi người phanh làm sao cho nó ok nhất này. Đó. Kiểm tra lại phanh này. Pacino 848 thì bản xe này cấu hình sẽ là khung sườn nhôm, không mối hàn. Mọi người nhìn cho em, đó, toàn bộ là không mối hàn nhé. Khung sẽ đã được tạo góc cạnh rất là ok rồi. Đó, sơn được sơn là 3 lớp sơn, tĩnh điện rất là đẹp, rất là bóng. Hiện tại đây là màu xanh lá mọi người ơi, đây là màu xanh lá, lớp sơn của nó sẽ là sơn nhũ, rất là bóng, rất là nhẵn mịn cho em luôn. Đó, cổ lái Potangedong sẽ được làm từ hợp kim nhôm cao cấp và được đến từ thương hiệu Pacino đây ạ. Bản này bộ đè dùng bộ đè kéo mọi người nhé, bộ đè kéo được đến từ Shimano và có trang bị hai phanh phụ bên trong đây, hai phanh chính ở bên ngoài. Khi các bác đi xe thì xử lý tình huống rất là an toàn, rất là dễ dàng luôn cho em. Đó, và phanh của Pacino 848 này thì sẽ sử dụng là phanh bốc vành, là một phanh rất là cao cấp, có rất nhiều ưu điểm. Ưu điểm thứ nhất là bền bỉ này, độ chính xác cao, hỏng hóc và chữa bảo dưỡng sửa chữa chi phí rất là rẻ, rất là dễ tìm kiếm, nên hiện tại đang được các lớn tuổi ưa chuộng rất nhiều đối với những mẫu xe có sử dụng phanh bốc vành như này. Đây, đó, bạn kỹ thuật viên em đang tiến hành là căn chỉnh phanh cho các bác làm sao mà ok nhất đấy ạ. Đó, xe nhìn dáng rất là đẹp, rất là thể thao luôn.
Và này thì phục trước sẽ sử dụng được phục đơ đến từ thương hiệu Fasilo và có trang bị phản quang bánh đây. Vành thì sẽ là vành nhôm hai lớp chính hãng đến từ thương hiệu Fasilo. Bản này lốp thì sẽ sử dụng là lốp Kenda. Lốp Kenda bản này thông số lốp của nó sẽ là 700 × 28C. Đó, và đùm trước đùm sau đều đùm nhôm chạy bi bạc đạn. Và đùi đĩa cũng sẽ được làm từ nhôm đến từ Pro Wheel đấy ạ. Đó, rất là cao cấp luôn. Vành sau cũng sử dụng thành bóc vành đây. Và có trang bị cho các bác là cái trục tháo nhanh. Và cái cho các bác đấy là cái khóa chỉnh yên nhanh. Các bác có thể điều chỉnh độ cao thấp của yên một cách rất là dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi luôn. Yên xe thì đã rất là thể thao, cái đệm hút yên cực kỳ là êm ái luôn cho em. Yên xe rất là êm ái, không lo bị ê hay nhức mông đâu. Và tiếp theo về bộ chuyển động của cái mẫu xe Fasilo 848 này thì sẽ bao gồm là hai mốt tốc độ là 3 đĩa trước và 7 tầng níp ở phía đằng sau. Bản này thì bộ đề số đây, chuyển đĩa này, chuyển níp ạ. Đó, đến từ Shimano Poley TZ, bộ chuyển động rất là cao cấp rồi đó. Đùm trước đùm sau đều là đùm nhôm chạy bi bạc đạn. Xe rất là đẹp, cấu hình cực kỳ ngon. Và hiện tại thì mẫu xe Fasilo 848 này thì em đang có size 50. Size 50 thì sẽ thích hợp đối với những bác có chiều cao từ 1m68 cho 1m80 quay trở lại đi rất là đẹp. Đó. Bạn đầu tiên bạn tiến hành căn chỉnh cái phanh trước, sau đó bạn sẽ căn chỉnh cái phanh phía đằng sau cho mọi người đây ạ. Tiến hành căn chỉnh làm sao mà ok nhất để trước khi gửi xe thì các bác sẽ nhận được cái xe nó hoàn chỉnh đi chất lượng ạ. Tiếp theo bạn sẽ tiến hành căn chỉnh cái bộ chuyển động cho mọi người. Đó. Bộ chuyển động rất là mượt mà em ái, mọi người nhìn xuống cho em này. Lên số, xuống số rất là dễ dàng luôn, chỉnh cẩn thận cho mọi người trước khi gửi đi. Còn những bác nào mà không cần căn chỉnh mà muốn là nguyên đai nguyên kiện thì khi nhận xe về cần hướng dẫn thì cứ liên hệ trực tiếp với em, số điện thoại em để góc màn hình, số đó của những em có Zalo thì bên em sẽ kết nối Zalo gọi video, sau đó sẽ hướng dẫn các bác lắp ráp và căn chỉnh xe ok nhất tới khi nào mà các bác cảm thấy ok thì thôi. Và video của em thì cũng xin được kết thúc tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Bác nào cần đặt hàng hoặc cần tư vấn về xe, hãy liên hệ số luôn luôn để góc phải màn hình để được tư vấn và lên đơn các bác nha. Chào tất cả các bác ạ.